Sau Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Em lên sóng một chiếc máy massage chân, có massage từ phần chân đến cả phần bắp đùi các bác nhé. Từ massage chân, bàn chân, có viên bi cố định ở giữa hai phần bắp đùi. Một chiếc máy bán rất là chạy, giá thành vừa phải. Cái con này về hình thức cơ bản của nó thì phần vải viết thì cũng rất là ok, không có gì cả. Có cái phần nhựa bên này thì nó hơi bị vàng thôi nha. Phần hình thức về tổng thể thì không có cái gì cả. Máy có hai chế độ bóp khác nhau, nhanh chậm, tự động khác nhau. Con này em để số 1 đây. Đấy, con này thì hơi hình thức hơi chút này em bán là 2 triệu, còn bình thường các con khác thì nếu mà hình thức ok thì 2,5 triệu. Con này 2 triệu tặng kèm các bác một cục đổi nguồn nhé. Các bác mua tặng người già, người thân, bố mẹ hay là anh chị em nào hay phải đứng nhiều, các bác làm cái máy này massage chân rất là dễ chịu, giá 2 triệu thôi, tặng kèm đổi nguồn, chưa phí vận chuyển. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Chào các bác.